Xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài số 9 quy tắc chuyển vế, và chúng ta cũng đã nắm được cái công thức là gì. Thầy nhắc lại một xíu này. Khi chuyển một cái số hàng từ vế bên này qua vế bên kia thì chúng ta phải đổi dấu. Dấu cộng thì thành dấu gì? Cộng thì thành trừ, mà trừ thì thành cộng. Nhớ giùm thầy như vậy nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài đầu tiên, đó chính là bài 66. Rồi, chúng ta có bài 66. Tìm số nguyên x, biết thầy ghi đây là 4 trừ cho 27 trừ 3 bằng x trừ cho 13 trừ 4. Thì bây giờ như thế này, nó có rất là nhiều cách làm em ạ. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ bỏ ngoặc, sau đó chúng ta tính. Thứ hai là chúng ta tính ở trong ngoặc, tính ở trong ngoặc. Theo thầy thì chúng ta nên tính trong ngoặc này, tính trong ngoặc, sau đó chúng ta sẽ chuyển với bài đổi dấu, được không? Rồi cái số 4 này thầy viết lại nha, cái dấu trừ này thầy cứ để đó. Thầy tính ở đây 27 trừ 3 thì bằng bao nhiêu? Có phải là bằng 24 không? Rồi viết lại ở đây, cái x này cứ để đó, tại vì chưa đụng chạm thì cứ để đấy. Trừ này 13 mà trừ 4, 13 trừ 4 thì bằng mấy? Bằng 9, có đúng không? Bằng 9, cái này tính nhẩm được, không cần sử dụng máy tính. Rồi bây giờ ở bên vế bên đây chúng ta nên tính ra một số đi. Như vậy 4 mà trừ 24, đúng không? 4 trừ 24 như vậy thì bằng bao nhiêu? Bằng âm 20, đúng không nào? Bằng âm 20. Có 4.000 mà nợ tới 24.000 thì trả 4.000 đi, thì nợ ở quán lại còn 20.000, đúng không? Như vậy x trừ 9 đó. Ở đây x âm hay dương? Ở đây x dương, thì chúng ta nên chuyển số, chuyển cái âm 9 này qua bên đây và đổi dấu. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây là âm 20 cứ để đó, chuyển ở đây qua, trừ thì thành cộng 9 bên đây sẽ bằng x, có đúng không nào? Đó, trừ 20 mà cộng 9 thì bằng âm 10, 11 bằng x. Hay chúng ta quay ngược trở lại thì x sẽ bằng là âm 11. Chúng ta kết luận đây, vậy x sẽ bằng âm 11. Xong bài 66 chúng ta thì làm như vậy. Nghĩa là ở đây thầy nói các em có rất nhiều cách làm. Còn cách thứ hai là các em sẽ bỏ dấu ngoặc, nghĩa là gì? Chúng ta sẽ bỏ ở đây trừ 27 rồi cộng 3 rồi trừ 13 cộng 4. Chúng ta chuyển hết vào phía bên đây, chuyển vế và đổi dấu, bên đây còn lại ít thôi. Và kết quả cuối cùng nó cũng sẽ bằng là âm 11. Các em không tin thì cứ làm thử các em nhé. Nghĩa là một bài toán có rất là nhiều cách giải khác nhau, nhưng chỉ có một kết quả thôi nha các em, chứ không phải một bài toán có nhiều cách giải mà cứ mỗi cách giải là một kết quả là coi chừng sai tùm lum đấy. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 67 nhé. Rồi bài 67 chúng ta tính. Bài này rất là dễ đúng không em? Câu A, chúng ta có âm 37 cộng cho âm 112. Thì đây chúng ta chỉ việc đặt dấu trừ trước, lấy 37 cộng cho 112 ha. Thì kết quả thì viết như đây đi, bằng âm 37 cộng 112. 7 cộng 2 đây là 9, 3 cộng 1 đây là 4, 149 ha. 149 được chưa? Câu B, âm 42 cộng cho 52. Đây là số âm, đây là số dương. Khi số dương lớn hơn số âm, các em lấy số dương trừ cho số âm. Kết quả đây là bằng 10 đúng không em? Đó. Câu C, 13 trừ cho 31. Thì chúng ta lấy 13 cộng cho số đối của 31, đó chính là âm 31, sẽ bằng tiếp. Như vậy ở đây là số dương mà đây số âm. Khi số âm lớn hơn số dương, các em đặt dấu trừ trước, lấy số âm trừ cho số dương, được nào? Thì kết quả ở đây sẽ bằng bao nhiêu nè? 31 trừ 13 âm, 31 trừ 13 thì bằng 10, 18, được chưa? Chúng ta có câu D, 14 trừ 24 và trừ cho 12 sẽ bằng. Như vậy ở đây nó tới 3 con số thì chúng ta phải tính theo từ trái sang phải nha. Như vậy ở đây 14 mà trừ, thầy sẽ nhóm trước đi, 14 trừ 24 thành một nhóm nha, trừ 12 thì để riêng đi. Thì 14 trừ 24 thì kết quả ở đây sẽ bằng là âm 10. Sau đó chúng ta trừ 12 thì âm 10 trừ 12 thì bằng âm 20, 12. Chúng ta tới thời điểm bây giờ chúng ta làm nhanh được các em ha. Câu E, âm 25 cộng cho 30 trừ cho 15. Rồi thầy đại ba lần nha. Thì nó sẽ bằng, bây giờ thầy sẽ nhóm
Như vậy âm 25 cộng cho 30 ở đây thành một nhóm trừ cho 15. Được chưa? Tiếp tục ở đây sẽ bằng âm 25 mà cộng cho 30 thì ở đây sẽ bằng 5 đúng không nào? Trừ cho 15 và kết quả đây là bằng âm âm 10. Được chưa? Các em có hiểu không nào? Rất là dễ hiểu không? Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 68 với em nhé. Rồi, chúng ta có bài 68. Một đội bóng đá 5 ngói ghi được là 27 bàn. Ghi được này là 27 bàn. Và để thủng lưới là 48 bàn. Thủng lưới này là 48 bàn. Cũng khá là nhiều ha. Đây là năm ngoái này em. Đây năm ngoái này. Thầy đang tóm tắt cái đề cho các em nha. Bây giờ năm nay này, năm nay đội ghi được là 39 bàn. Năm nay ghi được là 39 bàn này. Để thủng lưới là 24 bàn. Chà, năm nay có bị tiến bộ phải không? Ghi thì nhiều hơn mà thủng lưới là ít hơn. Đội này có vẻ sắp được lên hạng hạng nhất rồi này, hạng nhất quốc gia rồi này. Đúng không? Ok, như vậy thì đây là năm nay này. Chắc là đưa cái huấn luyện viên Mourinho hay là gì về đây chắc dẫn dắt rồi. Hay là huấn luyện viên Võ Hồng Quang ha. Nghĩa là đưa thầy Quang về đấy. Tính hiệu số bàn thắng thua của mọi mỗi đội đó trong mỗi mùa giải. Như vậy thì chúng ta biết này, cái hiệu số bàn thắng thua, như vậy thì hiệu số bàn thắng, thì hiệu số bàn thắng thì nó sẽ bằng gì? Cái hiệu số này chúng ta có công thức là cái hiệu số, hiệu số của thắng thua đúng không? Của bàn thắng thua đây, bàn thắng với lại thua thì nó sẽ bằng cái gì? Các em bằng thua trừ thắng hay là thắng trừ thua? Hay nói ghi được hay là thủng lưới? Chúng ta sẽ lấy ghi được trừ cho thủng lưới đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có đầu tiên là năm ngoái đi. Năm ngoái thì chúng ta lấy ghi được là 27 trừ cho 48. 27 mà trừ cho 48 1 là bằng âm 21 đúng không nào? Tức là gì? Tức là đội thua bao nhiêu bàn? Tức là đội thua tới 21 bàn. Đó. Ghi được thì có 27 bàn thôi mà để thủng lưới tới 48 bàn. Như vậy nghĩa là đội thua tới 21 bàn, hiểu nào? Bây giờ năm nay sau khi thầy về làm huấn luyện viên rồi thì em sẽ thấy sự tiến bộ hẳn này. Năm nay thì chúng ta có là 39 trừ cho 24 15 anh em, 15. Nghĩa là tức là gì? Tức là đội thắng mấy bàn? 15 bàn. Đó. Các em hiểu nè, bài này chúng ta chỉ giải như thế thôi nha các em nhé. Ok, sau khi mà thầy về làm huấn luyện viên cho các em thì nó cũng sẽ như thế, nó cũng sẽ học càng ngày càng tiến bộ và sẽ gặt hái được nhiều cái thành công hơn nữa. Thầy hy vọng là như thế, các em cứ tin tưởng ở thầy, tin tưởng ở thầy Quang. Ok, chúng ta đi sang bài 69. Rồi, bài 69 này. Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số thành phố vào một ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ lệch trên lệch nhiệt độ. Là nghĩa là công thức này chúng ta lấy cao nhất trừ thấp nhất nha. Đây này, nhớ lại công thức này. Cao nhất trừ cho thấp nhất nha. Cái sự để mới thể hiện cái sự chênh lệch nhiệt độ đấy. Thấp nhất. Nha, đây. Bây giờ ở đây Hà Nội này. Thầy sẽ làm Hà Nội nha, còn các em sẽ tự ghi vào trong cái cột này nha. Được không nào? Cái cột ở thầy làm ở đây là các em sẽ ghi ở chỗ đây. Như vậy Hà Nội thì cao nhất thì thầy lấy là 25 độ C. Thầy trừ cho thấp nhất ở đây là 16 độ C.
thì nó chênh lệch ở đây nó sẽ bằng là 9 độ C, 25 trừ 16 bằng 9 đúng không nào. Tiếp ở Bắc Kinh. Bắc Kinh là chúng ta lấy là âm 1 độ C, chúng ta trừ đi cho trừ 7 độ C. Không nào. Rồi thầy đẩy cái sách lên xíu nha. Rồi. Đó. Các em thấy rõ không nào? Thì chúng ta có này, âm 1. Âm 1 thì cứ ghi lại, âm 1 độ C ghi lại. Trừ vị trừ các em thấy không? Trừ vị trừ thì thành cộng 7 độ C. Thì kết quả đây là bằng âm 1 cộng 7 là bằng 6 độ C. Là chênh nhận lệch với nhau là 6 độ C. Tiếp tục Moscow nha. Thì ở Nga đây các em. Moscow thì sẽ bằng âm 2 độ C. Chúng ta trừ đi cho trừ 16 độ C. Ha? Thì nghĩa là sẽ bằng âm 2 độ C. Chúng ta cộng cho 16 độ C. Thì sẽ bằng là gì? 14 độ C. Chênh lệch là 14 độ C. Được không nào? Tiếp tục thầy đẩy sách lên nha. Tới Paris nha các em nha. Paris. Rồi. Paris. Ở Pháp anh em. Chúng ta có là 12 độ C. Ta trừ cho 2 độ C. Thì là 10 độ C. Được chưa nào? Tiếp tới Tokyo là ở đâu em? Ở Nhật Bản đó nè. Tokyo. Rồi Tokyo là Nhật Bản thì sẽ bằng là ở đây là 8 độ C, chúng ta trừ cho trừ 4 độ C. Không nào? Thì nó sẽ bằng 8 độ C, trừ với trừ đây là thành cộng 4 độ C, thì sẽ bằng 12 độ C. Được chưa? Tiếp tục, chúng ta có Toronto, 2 với âm 5 anh em. Toronto ở đâu ta? Chắc là Google search anh em. Toronto, tại vì thầy không có dạy địa lý nên là mấy cái này có vẻ... Tí nữa vào Google search nha. 2 độ C. Đâu rồi? 2 độ C trừ cho trừ 5 độ C. Trừ cho trừ 5 độ C. Thì sẽ bằng 2 độ C cộng cho 5 độ C. Tại vì trừ với trừ thành cộng thì bằng 7 độ C. Có được không? Tiếp tục. New York thì chắc chắn ai cũng biết. Đó là Mỹ không? 12 với âm 1. New York. À, 12 độ C chúng ta trừ cho trừ 1 độ C thì sẽ bằng là gì? 12 độ C cộng cho 1 độ C thì bằng 13 độ C ha. Đây cái bảng em cần phải điền rồi. Ok, chúng ta có hiểu không nào? Rồi chúng ta đi sang bài 70 nha, tiếp tục nha. Rồi chúng ta có đi sang bài 70. Tính các tổng sau một cách hợp lý, nghĩa là ở đây người ta đưa ra cách hợp lý nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta không nên thực hiện từ trái sang phải mà chúng ta phải làm như nào đó rất là nhanh và chính xác. Các em hiểu nào? Như vậy A thì sẽ bằng 3784 cộng cho 23 trừ cho 3785 và trừ cho 15. Ok. Như vậy thì ở đây thầy hướng dẫn các em này. Cái 3784 cứ để đó đi. Các em thấy 84 thấy không nào? Nó sẽ cộng cho bao nhiêu để làm tròn trục, cộng với số 6 nào? Thì 23 này thầy sẽ tách trở thành là 7 cộng cho 16. Các em nhớ là 23 thầy tách cái số 23 này trở thành là 7 cộng 16. Mục đích của thầy là kết hợp 16 này với cái số này để trở thành số tròn trục nha. Tiếp tục thầy sẽ nhóm 2 này vào trong một nhóm cộng. Cộng ở đây là âm 3785, nghĩa thầy đưa vào trong ngoặc trước. Sau đó thầy sẽ đặt dấu trừ và thầy sẽ đổi dấu trong đây nha. Sẽ bằng bây giờ thầy nhóm anh em bên đây một nhóm ấy, 3784 cộng cho 16 một nhóm này. Cộng số 7 riêng bên ngoài nha. Ở đây trừ với trừ thầy đặt dấu trừ ở đây, bên trong đổi dấu anh em nha. 3785 cộng cho 15. Đây trừ thành cộng này, trừ thành cộng thấy chưa? Bằng này. Cái số này cộng với số này thì bằng bao nhiêu anh em? Thì sẽ bằng 3800 này. Cộng cho 7 này, cái này hai này cộng lại cũng bằng là 3800 này các em. Hai này cộng lại bằng ở đây. Như vậy chúng ta thấy là 3800 trừ cho 3800 thì hết rồi, bằng 0. Như vậy kết quả ở đây là bằng 7. Các em hiểu chưa? Chúng ta làm nhanh như vậy nha. Ok. Chúng ta sẽ đi sang câu B nhé. Rồi, chúng ta có câu B. 21 cộng 22
cộng 23 cộng 24 trừ cho 11 trừ 12 trừ 13 và trừ cho 14. Như vậy ở đây chúng ta thấy này, đối với những cái dạng mà tính nhanh hoặc là làm cách hợp lý thì chúng ta nhớ giùm thầy đó chính là số tròn trục. Như vậy chúng ta sẽ nhóm 21 này với 11 này trở thành một nhóm. Các em hiểu nào? Đó, rồi. Chúng ta có 21 trừ cho 11 một nhóm. Mỗi nhóm, giữa mỗi nhóm chúng ta nên là dấu cộng cho các em nha. Tương tự lấy 22 trừ cho 12. Tương tự như vậy chúng ta lấy 23 trừ cho 13 và cộng cho 24 trừ cho 10, 14. Đó, các em hiểu chưa? Như vậy thì 21 trừ 11 thì bằng bao nhiêu? Bằng 10 này. Đây cũng bằng 10 này. Cái ô, cái nhóm này cũng bằng 10. Và nhóm cuối cùng này cũng bằng 10. Và kết quả đây là bằng 40 này. Đó. Các em rõ chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 71 nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài 71. Đó chính là tính nhanh. Đó, giống như này thầy nói, chúng ta phải nhóm một cách nào nó phải khôn khéo nha các em nha. Câu A là âm 2001 cộng cho 1999. Thầy nói cộng ở đây là 2001. Như vậy ở đây đầu tiên chúng ta sẽ bỏ dấu ngoặc đằng trước, dấu ngoặc này đã chính là dấu cộng nên chúng ta bỏ ra và không đổi dấu nhé. Ok. Đó. Thì em thấy bây giờ thầy nhóm anh em bữa nay thành một nhóm, nó trở thành hai số đối nhau ha. Nghĩa là âm 2001 đây cộng cho anh đây. Ở đây cộng cho 1999 thì hai đây cộng là bằng 0 thì kết quả ở đây là bằng 1999. 1999. 1999 nha các em nha. Chúng ta đi sang câu B nha. Rồi, chúng ta đi sang câu B. Ta có cái ngoặc đầu tiên là 43 trừ cho 863 trừ 137 trừ cho 57. Theo thầy thì bước đầu tiên chúng ta nên bỏ ngoặc ra. Đằng trước đây người ta không ghi nghĩa là dấu cộng thì chúng ta bỏ ra và giữ nguyên dấu cho không đổi dấu. Cái ngoặc thứ hai đằng trước chúng ta là dấu trừ, chúng ta bỏ ra phải đổi dấu. Ngay chỗ đây người ta không ghi nghĩa là dấu cộng. Trừ với cộng thành trừ này. Trừ với trừ là thành cộng này. Ha. Sau đó chúng ta tiến hành nhóm được ra số tròn trục. Các em thấy là 43 và cộng cho bao nhiêu để ra tròn trục, đó chính là 57. Nên thầy sẽ nhóm 43 cộng 57 này trở thành một nhóm này. Chính giữa các nhóm theo thầy cứ nên để là dấu cộng. Hai này vào một nhóm. Đúng không nào? Đó. Bằng tiếp. Hai này cộng lại thì bằng 100 này. Chưa, từ từ em. Cái chỗ đây chúng ta nên xử lý là đặt dấu trừ đằng trước dấu ngoặc, bên trong này sẽ đổi dấu hết. Nó sẽ trở thành 863 cộng cho 137. Đó. Sẽ bằng 100 trừ hai này cộng lại thì bằng bao nhiêu em? Bằng 1000 đúng không nào? Đó. Như vậy 100 thì trừ 1000 thì bằng âm 900. Chúng ta làm nhanh như vậy nha các em nha. Các em có hiểu không? Cũng khá là hay ha. Nhớ giúp thầy click quảng cáo nha các em nha. Nhớ nha. Chúng ta đi sang bài 72. Rồi chúng ta có bài 72. Đố cho 9 tấm bìa có ghi số và chia thành 3 nhóm như hình 51. Hình 51 đây các em. Ha, 3 tấm bìa. Thì trong 3 tấm bìa này có 9 số đây, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Hãy chuyển một tấm bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi tấm bìa bằng nhau. Nghĩa là chúng ta lựa chọn một cái số nào đó, có thể tấm bìa này, tấm bìa này, tấm bìa này. Chúng ta chuyển sao cho khi đó tổng của ba cái tấm bia này là đều bằng nhau. Như vậy thì để biết được chúng ta cần phải chuyển số nào thì chúng ta tính tổng của ba tấm bia trước nha các em nha. Như vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ tính tổng tất cả các số trong ba nhóm là như vậy. Chúng ta có là bằng ở đây là chúng ta lấy hai tấm bìa thứ nhất là 2 cộng cho gì? Âm 1 này, cộng cho âm 3 này. Có đúng không nào? Chúng ta cộng cái gì nữa? Đây. Và tấm bìa thứ hai là cộng cho 5, cộng cho âm 4, cộng cho 3, cộng cho gì? Âm 5, cộng cho 6, cộng cho 9. Được chưa? Đó. Và chúng ta tính ra.
Rồi thầy sẽ tính cho em xem. Tính nhanh theo logic này. Bây giờ số dương thầy sẽ cộng theo số dương một nhóm này nha. 2 này cộng 5 này cộng 3 này cộng 6 này cộng 9 một nhóm gọi là số dương này. Số đây là cộng số âm này, âm 1 này. Cộng đây là âm 3 này. Không? Cộng đây là âm 4 này. Cộng đây là âm 5 này, đó. Rồi, bây giờ chúng ta tính ở hai cái ngoặc. 2 cộng 5 là bằng 7, 7 cộng 3 là 10. 10 cộng đây là 15 là 25 này, cái ngoặc đầu tiên là 25 này, cộng này. Được chưa? Đây chắc chắn là một số âm rồi này. Âm 1 mà âm 3 là âm 4 này. Âm 4 với âm 4 là âm 8. Âm 8 với âm 5 là âm 13. Có đúng không? Và kết quả ở đây chắc chắn sẽ bằng là 10, 12. Nghĩa là tổng của 3 tấm bia sẽ là bằng 12 đúng không em? Thì sau khi chúng ta tính tổng của 3 tấm bia là bằng 12 rồi, mà ở đây mỗi cái tấm bia đấy, mỗi nhóm thì bằng nhau, nên chúng ta lấy 12 này chia cho mấy? Chia 3 đúng không nào? Như vậy thì mỗi nhóm nó sẽ bằng mấy? Bằng 4. Chúng ta ghi chỗ đây. Do tổng các số trong mỗi nhóm bằng nhau đúng không nào? Nên mỗi nhóm có tổng các số là chúng ta lấy 12 này chúng ta chia mấy nhóm 3 thì sẽ bằng bằng 4, nghĩa là mỗi nhóm sẽ có tổng là bằng 4 đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Ta sẽ kiểm tra. Bây giờ ở nhóm nhóm 1 trước đây. Nhóm 1 thì các em thấy là bây giờ thầy chỉ kiểm tra nhóm 1 này. Nhóm 1 của chúng ta đây thầy lấy 2 cộng cho âm 1 cộng cho âm 3. Thì 2 cộng cho âm 1 nghĩa là sẽ bằng 1 cộng cho âm 3 thì đây sẽ bằng âm 2 đúng không nào? Âm 2 này. Nghe thầy đang tính từng nhóm các em để thầy xem thế này. Nhóm thứ hai lại 5 cộng cho âm 4 này cộng cho 3 thì 5 cộng 3 là bằng 8, 8 trừ cho 4 là bằng 4. Như vậy thì ở đây tổng của một nhóm là bằng 4, ở đây bằng 4 thì cái anh này là chính là giữ nguyên này chứ không phải chuyển gì cả, giữ nguyên. Nghĩa là cái nhóm 2 này là giữ nguyên này. Còn cái nhóm 1 là bằng âm 2 chắc chắn ta phải chuyển để sao nó bằng số 4 này, đúng không? Chắc chắn nhóm 3 là nó thừa trong đó. Âm 5 này, đó. Cộng cho 6 này, cộng cho 9 này. Âm 5 này đây 6 cộng 9 là bằng 10. 15. Âm 5 cộng 15 thì bằng bằng 10. Đó. Ở đây chúng ta thấy là gì? 10 mà đây âm 2. Như vậy chứng tỏ chúng ta phải chuyển bao nhiêu đơn vị? Như vậy chúng ta sẽ chuyển cái bìa số 6 này, 6 đơn vị chúng ta sang ở cái bìa 1 này này. Thì khi đó tổng của nó sẽ bằng 4, tại vì 6 mà trừ cho âm 2 này thì sẽ bằng 4. Như vậy cả 3 nhóm đều bằng 4, tại vì 10 trừ 6 thì cũng bằng 4, mà số 6 này được chuyển qua bên đây thì nó cũng sẽ bằng 4. Như vậy 3 nhóm đều là bằng 4 hết, các em hiểu không? Như vậy chúng ta di chuyển cái miếng này này, cái miếng này qua bên đây nhá, các em hiểu không? Miếng này qua bên đây, miếng ở tấm bìa số 6 ở vị trí nhóm 3 qua sang nhóm 1 nha các em nhé. Em có hiểu không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi chỗ đây. Vậy ta chỉ cần chuyển bìa số 6 từ nhóm gì? Từ nhóm 3 đó nè, sang nhóm 1 thì tổng trong mọi nhóm đều bằng mấy? Đều bằng 4 đúng không? Đều bằng 4. Đó. Bài này vậy mà thấy vậy chứ cũng khá rắc rối nha em. Khá khó chứ không phải là đơn giản đâu. Bài này thầy thấy khó đấy. Nghĩa là chúng ta phải xác định cái phương hướng làm trước. Cảm thấy nào? Nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì nhớ click quảng cáo và đồng thời chia sẻ giùm thầy cho các bạn nhé. Sau trong clip tiếp theo thầy sẽ làm cho các em bài số 10 nhân hai số nguyên. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip ở bài số 10 nhé.